Xin chào bạn, đây là ống kính mà hot nhất trong 2 tuần vừa qua. Đó là cái con TTTSAR 100mm f2.8 Macro 2X và có kèm tiêu sheet nha các bạn. Đây là lô hàng thứ hai, lô hàng đầu thì bên mình phải đi hàng gấp cho khách nên không có làm clip kịp. Bây giờ đã có lô hàng thứ hai rồi, hàng về khá là nhiều và bây giờ mình đã có trên tay và làm clip mở hộp ra cho các bạn xem. Thì với cái ống kính này tất nhiên sẽ được tài trợ bởi TTTSAR Việt Nam hoặc là TTTSAR Việt Nam, mình sẽ để ở đây nhé. Các bạn cứ qua bên đó để tham khảo về ảnh chụp từ con lens này. Thì với cái ống kính này á, nó hot tại vì nó vừa có Macro 2X nè, là Macro 2.1 các bạn. Với mấy con lens mà Macro 2.1 á thì nó khá là mắc, mà con này nó kèm thêm cái tiêu sheet nữa nên nó còn mắc dữ nữa. Nhưng mà với nhà TTTSAR như vậy á, làm ra con lens này thì nó là rẻ nhất thế giới rồi, dành cho full frame luôn nha các bạn. Thì với ống kính này á, nó sẽ có các ngàm cho Sony, Canon RF, Nikon Z, Leica L M43, Fujifilm GFX, Canon EF, Nikon F và Fujifilm FX. Ở trên đây á, trên clip này á thì mình đang có cái con Fujifilm FX nhé. Trọng lượng á là 840g tùy vào ngàm. Nên cái ống kính này nó sẽ có trọng lượng xê dịch nhau một chút xíu, nhưng cũng không quá quan trọng đâu nhé. Và phi nó là 67mm. Đây là ống kính của chúng ta, rất là to và xịn luôn á. Đây, dài nhé, rất là dài, tại vì tiêu cự 100 luôn mà. Còn đây là cái Kunsu được tặng kèm. Đây, để mình lấy ra cho các bạn xem cho nó dễ. Nó hơi bị khó tại vì con lens mới mà, nó dính khó chịu quá. Đây, mình lấy ra rồi nhé, nó sẽ như vậy. Chút nữa mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn xem. Đây là cái ống kính của chúng ta. Tại vì con TT ạc á, nó đã làm cái ống kính mà có chức năng tiêu á, là 50mm f1.4 thì giá nó đâu đó khoảng 4 triệu mấy ha, rất là rẻ. Nhưng mà tất nhiên là cái con đó nó sẽ không có chức năng macro, còn con này là có chức năng macro luôn nè. Đây, Macro 2X. Đây, tiêu ship nó nằm ở đây nhé. Nếu mà ống kính mà không có tiêu và ship á, thì ống kính nó sẽ chỉ có thể nằm tới đây thôi. Thêm cái tiêu ship này thì nó sẽ dài ra một phút như vậy, cỡ 3-4cm gì đó. Lens tất nhiên sẽ được làm bằng hoàn toàn kim loại, cái nắp lens cũng bằng kim loại luôn. Đó, cứng khừ, chắc chắn, rất là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ cắm lên body Fujifilm để cho các bạn xem nó như thế nào nhé. Thì với con lens này á, thì nó sẽ có độ phóng đại lên đến 2x để chụp ngay cái mà sản phẩm nhỏ như là đá quý nè, hoặc là vàng, nhẫn. Và đặc biệt á, là với những bạn mà đam mê chụp côn trùng á, hoặc là hoa lá, cây cảnh mà nhỏ nhỏ thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý luôn. Với cái Kunsu mà được tặng kèm á, thì các bạn gắn ở đây nè, đây, gắn trên đây nhé. Tại vì mình chưa có con ốc vít để mình vặn, thì chỉ cần vặn con ốc vít vô là được. Thì với cái này bạn có thể gắn thêm cái đèn trợ sáng hoặc là đèn LED để khi bạn chụp hình mà macro thì nó sẽ được đầy đủ sáng hơn. Đây, gắn lên như vậy là xong, một phụ kiện rất là đáng giá. Còn đây là sách hướng dẫn sử dụng và giới thiệu sơ qua về cái ống kính này để cho các bạn biết là đó là tiêu cự là 100mm nè, khẩu độ lớn nhất là f2.8 đến f nhỏ nhất là f22, phi là 67mm, khoảng cách lấy nét gần nhất là 25cm cho góc nhìn là 24 độ. Số lá khẩu là 12 lá nên bokeh thì rất là đẹp nhé. Thì nó sẽ có 14 thấu kính chia làm 10 nhóm. Và như hồi nãy mình có nói, tại vì con lens này nó rất là nhiều ngàm khác nhau, như là Sony nè, Canon R nè, Fuji FX nè, Nikon Z nè, Leica L M43, Fujifilm GFX, Canon EF và Nikon F, nên trọng lượng của nó sẽ là từ 695g đến 845g nhé. Và đây là Macro 2.1. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút xíu về khả năng tiêu ship của nó nhé. Thì với thật ra là bên mình không chuyên về chụp macro và cũng lần đầu tiên sử dụng mấy cái ống kính mà tiêu ship như thế này nên cũng chưa rành lắm. Đây là chức năng ship, là có nghĩa là dịch chuyển á, thì các bạn có thể dịch chuyển là cộng trừ 6mm qua trái qua phải. Và chức năng tiêu á, là nghiêng nè, đây thay đổi góc chụp lên xuống như vậy là thay đổi được 8 độ nha các bạn, rất là ngược luôn. Đó. Khi cái ống kính này được ra mắt á, thì rất là nhiều người
nói là so sánh với cái ống cùng tiêu cự, cùng chức năng macro 2X của Laowa. Thì tất nhiên Laowa đã cho ra mắt một cái con lens 100mm cùng khẩu độ f/2.8, cùng macro 2X như vậy cũng khá là lâu rồi. Và giá của nó thì cũng cao gần gấp rưỡi so với cái con này. Chính xác đó, là gấp rưỡi luôn. Nhưng mà nó lại không có chức năng tiêu ship như vậy nha. Và đây chỉ là một clip trên tay và giới thiệu cho các bạn xem qua về cái con lens, chức năng tiêu ship nó như thế nào thôi. Hình ảnh chụp từ con lens này thì mình sẽ để link ở bên dưới, hoặc là Betisa Việt Nam hoặc là TT Tisa mình sẽ để đây để cho các bạn tham khảo. Tại vì mình cũng lần đầu tiên sử dụng nó nên mình cũng chưa có quen cho lắm. Link mua hàng được miễn phí vận chuyển và có hỗ trợ trả góp mình cũng sẽ để bên dưới luôn để cho các bạn tiện tham khảo nhé. Rồi, xin chào các bạn.